Chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để Kiếp Plaza giúp bạn. Các mẹ thân mến, mấy năm gần đây chúng ta không còn xa lạ với cây trường ngây. Đây là một trong những loài cây thực vật có chứa giá trị dinh dưỡng cao, cũng như là có chứa giá trị chất dinh dưỡng lớn hơn rất nhiều lần so với những loại rau củ chúng ta ăn hàng ngày. Hôm nay Kiếp Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ một sản phẩm đến từ cây trường ngây, đó là bột trường ngây ạ. Đây là một hộp bột trường ngây của thương hiệu Tâm An với thương hiệu tới từ Việt Nam ạ. Với bột trùng ngây có chứa giàu chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, magie và vitamin A sẽ giúp chống suy dinh dưỡng, còi xương ở trẻ nhỏ. Ngoài ra thì còn chống loãng xương cũng như là chống lão hóa ở người cao tuổi ạ. Với những sản phẩm tới từ cây trùng ngây có nhiều chất dinh dưỡng cũng như là giá trị dinh dưỡng cao, các mẹ cũng có thể sử dụng lá trùng ngây để nấu canh hoặc là hầm với nước xương rất là bổ dưỡng ạ. Với cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần mẹ cho một chút bột trùng ngây pha với sữa nóng hoặc là uống trực tiếp vào các buổi sáng nấu cùng với cháo, súp. Ngoài ra thì có thể pha uống trực tiếp với nước hoa quả rất là thơm ngon ạ. Hy vọng với loại bột trùng ngây rất là giàu chất dinh dưỡng và bổ dưỡng như này sẽ giúp bé yêu nhà bạn hay ăn chóng lớn cũng như là không còn bị còi xương suy dinh dưỡng. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng của hệ thống Kiếp Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kiplaza.vn hoặc gọi điện tới số hotline 1900 6090 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kiếp Plaza xin cảm ơn mẹ và lại các mẹ.